Bút giá tìm Á lát chí ta Dê lát chăn tí Lát chí ta dê Ná lát chá rê Mít cha lít thí Xá ma đà nà Sát ta gác chăn tí Bút giá tìm Không đáng xấu hổ lại hổ Việc đáng hổ lại không Do chấp nhận tà kiến Chúng sanh đi ác thú Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Thẹn thùa những việc hoàng xiên Lại không thổ thẹn chuyện nên thẹn thùa Ai người tà kiến quậy kia Bạn sanh ác thú cởi hia nhảy vào Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và cũng đã ôn bài xong Mến mời hoàng tay của quý vị nha Mến mời bàn tay của Cô tu nữ thâm má chá rí Xích Nhật Quỳnh Xích Ái Minh Và mến mời Dạ xa thủ kính cảm ơn cảm ơn Nam Mô Bích Thái Dạ Một lần nữa con thành kính thành lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng Dạ cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Dạ cô tu nữ thâm má cha trí hôm nay có cầm mít được không cô? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu Nguyên Tịnh ơi có cầm mít được không? Dạ kính chào Giác Minh dây giao đạo tràng Nguyên Tịnh có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Dạ cô tu nữ thâm má cha trí Dạ, trong cái dạ kính mời cô ấy mình em thử âm thanh chút nha quý anh chị còn nghe nhỏ không ạ à? Em biết là nghe được rồi nhưng mà còn có nhỏ nữa không ạ à? Ok xin lỗi đạo tràng em quen sử dụng cái từ dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh vậy là tại cái loa rồi không phải tại máy dạ em vừa đi tu thiền một ngày về cũng hơi mệt nên mà thôi để em trả bài ha tranh thủ trả bài Nam Mô Bố Thà Giá Nam Mô Thầm Mà Giá Nam Mô Sơn Kha Giá Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Thanh Mái Cha Ri, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh và ai mình em kính chào quý anh chị. Dạ con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 316. Mình thở một chút nha. Rồi 316. Rồi. A la chi ta về la chan ti la chi ta về na la cha re. Mi cha di ti sa ma da na sa ta ga chan ti duk ga tin. A la chi ta về la chan ti la chi ta về na la cha re. Nichaditi samadana satagacanti dukatin Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không Cho chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Alachita yelachanti lachita yena lachare Nichaditi samadana satagacanti dukatin A la chi ta về la chan ti la chi ta về na la cha rề Mi cha di thi ta ma đà na sa ta ga chan ti đúc ga tình Thẹn thùa những việc hoàng xiên Lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa Ai người tà kiến vậy kia Bàn sanh nát thú cởi hia nhảy vào Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và em đã trải bài xong dịch kính mời chị Nhật Quỳnh Hoa Huynh trưởng Nhận mic giùm em nha Kính mời anh chị.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Ái Minh và cảm ơn Thích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, vậy là duyên tịnh không nghe được rồi, không nhúc nhích gì hết. Dạ, con xin được ôn bài pháp cú kinh số 316 và cảm ơn Rạng Đông cho bài học. A lát chi tà về lát chàn ti lát chi tà về na lát cha rề mịch cha đích thi sa ma đà na sa ta gạch chanh chi đức gia tình a la chi ta về la bạch chanh ti lập lập chi ta về na la cha rề mịch cha đích thi sa ma đà na sa ta gạch chanh chi đức gia tình a la chi ta về lách chành ti lấp chi tà về na lấp cha rề mít cha đích thi sa ma đà na sa ta gạch chành ti đúc ca tình không đáng hổ lại hổ việc đáng hổ lại không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. A lách chi ta về lạch chân ti là chi ta về na lạch cha thề mình cha đích thi sa ma đa na sa ta gạch chân ti đục ga tình à lạch chi ta về lạch chân ti là chi ta về na lạch cha rê mê cha đi thi sa ma đa na sa ta gạch chanh thì được ga tinh a la chi ta về la chanh ti la chi ta về na la cha rê mê cha đi thi sa ma đa na sa ta ga chan thì được ga tình thẹn thùa những việc hoàng riêng lại không hậu thẹn chuyện nên hẹn thùa ai người tà kiến vậy kia bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cô tự nhiên có chức máy chuẩn bị. Nhật Bình kính mời cô thỉnh pháp sư nha. Dạ, dạ sa thú lành thai kính cảm ơn cô Ái Minh, Xích Rận Đông, Thích Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên, Cẩm Vân đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ Nhật Bình kính mời cô tu nữ Tệ Duyên có thể khai mặt đầu tràng để cung thỉnh pháp sư. Dạ, cô đọc kinh xong tụng kinh à quên thỉnh đại đức pháp tính giùm ạ. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, đúng đọc thanh thời gian không? Dạ, cảm ơn. Tại vì trời nắng quá. Dạ, năm. Được. Bác sĩ cùng từ. Tùng hi pha quê nam bu thôi.
jun jena iwa saya tanha buthaya badena migada yang tato gatu bancha wadya đà vô nay dê a măng ba dê si tham a tô ta tô ba phu ti sam bu tô a nu na tham ma đê sa năng ma ga wa sa ni đê sê si sa ta năng ngát tha sít tha găng tê na sa thu ai vô phản tê đê sê thu thăm ma đê sa năng sắp ba di tha ba di sa ya anu cam bằng di ca ta quê chúng sanh tất cả hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mọc đăng nhờ ánh sáng trải qua lành rải tàn mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường yêu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự đáp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ấm phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn và Nam Mô Bích Tha Gia. Tự nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Và bây giờ không biết đại đức Pháp Tính có trước máy. Dạ. Kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con đạo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 317. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần. Dạ, quý vị có nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị.
Appaye Phayadassino, Appaye Phayadassino, Appaye Phayadassino, Appaye Chappayadassino, Appaye Chappayadassino, Appaye Chappayadassino, Mitcha Dithi Samadana, Mitcha Dithi Samadana, Mitcha Dithi Samadana, Satta Gacchanti Dukkhatin, Satta Gacchanti Dukkhatin, Satta Gacchanti Dukkhatin. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ Appaye. Appaye có nghĩa là không sợ hãi. Appaye có nghĩa là không sợ hãi. Kế tiếp chúng ta có một cái hợp từ Phayadassino. Phayadassino có nghĩa là thấy sợ hãi. Phayá, phayá có nghĩa là sợ hãi. Hồi nãy Appaye hay là Appaye là không sợ hãi, còn bây giờ Phayá là sợ hãi. Dassino, Dassino cái danh từ nguyên mẫu của nó là động từ nguyên mẫu của nó là Dassi, Dassi do được chia theo chủ cách số nhiều thành ra nó trở thành Dassino, Phayadassino, thấy sợ hãi. Phayadassino, thấy sợ hãi. Phayê, Phayê trong cái trường hợp này nó cũng là sợ hãi, nhưng mà do nó được chia theo mình sợ cách số ít thành ra từ phát giá mà nó trở thành phát dê. Phát dê, sợ hãi. Kế tiếp thì chúng ta có một cái cụm từ mà chúng ta cần phải tách ra. Cha phát giá Dassino có nghĩa là chá cộng với Appaye Dassino. Chá có nghĩa là và. Appaye Dassino có nghĩa là thấy không sợ hãi. Appaye Dassino thấy không sợ hãi. Hồi nãy là Appaye Dassino là thấy sợ hãi. Bây giờ Appaye Dassino là thấy không sợ hãi. Rồi, vậy thì chúng ta còn hai dòng nữa, mà hai dòng này nữa thì cái liên từ ngày hôm qua chúng ta tuần trước chúng ta đã học rồi. Mitcha Dithi Samadana. Mitcha Dithi là tà kiến, Mitcha Dithi là tà kiến. Vậy thì Samadana nữa có nghĩa là chấp thủ tà kiến. Ở trong trường hợp này là chấp thủ tà kiến. Mitcha Dithi Samadana là chấp thủ tà kiến. Mitcha Dithi Samadana là chấp thủ kiến. Satta, Satta có nghĩa là chúng sanh. Gacchanti, Gacchanti có nghĩa là đi đến. Gacchanti có nghĩa là đi đến. Đi đến hay là tái sanh. Dukkhatin, Dukkhatin là khổ cảnh. Dukkhatin là khổ cảnh. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần tụng kinh này rồi. Cảm ơn Phật tử Ái Minh đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện về theo dõi. Appaye Phayadassino, Appaye cha Phayadassino, Mitcha Dithi Samadana, Satta Gacchanti Dukkhatin. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại không thấy. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong room.
Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền đã quan lâm Bồ Trung. Thay mặt cho hội chúng, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng diện sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 317 này. Và không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Thượng Tọa nghe thì con thỉnh Thượng Tọa cho con một cái tín hiệu. Dạ, yeah, con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Như thưa đại chúng được nghe rõ không? Chúng con kính lễ đến Đức Phật Thiện Nhân Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến những tương ứng cùng chư Phật tử giảng sinh bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivadayamiso Khato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṁ Namāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, những nhà quay lập Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, những tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học có Pháp Cú số 317. Liên quan trong Pháp Cú này thì nó có hai duyên sự, hai duyên sự. Trong một duyên sự là hai câu kinh Pháp Cú, xin lỗi, một duyên sự thôi mà hai câu kinh Pháp Cú thì chúng ta đã nghe ngày hôm qua cái câu chuyện, cái câu Pháp Cú kinh thứ nhất tức là không đáng hổ thẹn lại hổ, thì đáng hổ thẹn lại không hổ thẹn, không vô trách nhiệm là khiến chúng sinh đi ác thú. Và câu 317 tức là không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại không sợ, vô trách nhiệm là khiến chúng sinh đi ác thú. Đây chính là câu chuyện này khi được Phật nở tại Kỳ Viên, đề cập đến đạo sĩ phái Kỳ Na giáo Lõ Thế. Ngoài đạo Thi Ni Kiền Tử thì một hôm có thể Tỳ Kheo thấy các đạo sĩ Ni Kiền Tử đã bàn tán với nhau, thì chư huynh các Ni Kiền Tử còn dễ nhìn hơn là các đạo sĩ Ache La Cát, tức là Lồ Gia Na đó. Mấy ông kia thì hoàn toàn trần trụi, còn một các Ni Kiền Tử này nghe thì ít ra cũng còn một ít vải che thân, nhưng thì đỡ xấu hổ. Các Ni Kiền Tử nghe cái chuyện, các Ni Kiền Tử nghe cái chuyện nó nói không phải vì xấu hổ mà chúng tôi che thân chỉ vì ít bụi đất, là những hữu tình chúng sinh có sống vì sợ chúng rơi vào thức, vì chúng rơi vào thức ăn này mà tôi mang tội, cho nên chúng tôi mang một mảnh vải. Thì các thầy Tỳ Kheo gợi ý và suy nghĩ cái hướng này hướng kia, và sau cùng cũng đi đến chỗ của Đức Phật và thưa cái câu chuyện. Thì Đức Phật mới nói này, các Tỳ Kheo, người nào hổ thẹn á, người nào hổ thẹn khi không đáng hổ thẹn và cảm thấy hổ thẹn khi cần là hổ thẹn thì sẽ chịu khổ về sau. Và cũng nói lên hai câu kệ. Quý vị đã thấy cái đạo sĩ Lõ Thể chưa? Bây giờ bên Ấn Độ nó cũng vẫn còn đó. Khi chúng ta đi, chúng ta mới thấy rằng trong kinh Phật này nói tự nhiên xong có cái đạo mà người ta ở trần truồng không có mặc y áo gì cả, thì mà quý vị biết người ta được một số người rất là kính nể cúng dường, coi đó là một người ta tu coi như là rất là ghê gớm, rất là tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một cái tôn giáo nó mang tính tức là Lõ Thể như thế. Thì ở đây Đức Phật này, như chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện á, câu chuyện này thì chúng ta thấy lưu ý một chỗ, tức là các cái đạo sĩ á, cùng Ni Kiền Tử thì nói rằng ta tại sao ta phải mặc, nếu người ta không mặc á, thì có một số cái con một chúng sinh á, chẳng hạn như nó bu lên thì nó chết, thì như vậy thì mang tội.
Cho nên vì cái sự hổ thẹn, vì cái sự thương xót đó mà không có mặt. Chỉ vì bụi đất cũng là những hữu tình, chỉ vì bụi hay cũng như là những hữu tình chúng sinh có sự sống, vì sợ chúng rơi vào thức ăn mà chúng tôi đang mang một cái mảnh vải. Như vậy cho nên đó. Thì kính thưa quý vị, đây là một sự hiểu sai. Đức Phật đã hiểu sai cái sự hổ thẹn và cái sự ghê sợ, hay là cái sự đáng. Ở đây thì hôm nay là giảng về cái câu gọi là đáng sợ hay là không sợ. Thế nào là cái chuyện đáng sợ là không sợ? Như chúng ta những đạo sĩ Ni Kiền Tử hay là đạo sĩ Đọa Thể Kỳ Na, thì những người này không có sợ cái sự lõa thể, mà điều đó đang làm. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngày hay lắm, ngày dạy: ta mặc y phục đây để ngăn ngừa gió nắng răng rứt, để che thân lõa lồ. Quý vị nhớ nha, trong cái pháp mà quán tưởng mà trong cuộc dạy vậy, khi đụng một y áo, người mặc cũng phải hiểu vậy, chứ không phải ta mặc y đây để xe xua, để làm đẹp. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì vì cái sợ, những điều đáng sợ đó là gì? Trong quay nghi cử chỉ của mình, nó phải có một cái điều đúng đắn, tốt đẹp, và cái sự suy nghĩ của mình. Đáng sợ đây có nghĩa là tam nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này, làm những việc ác đưa đến đau khổ, thì đó chính là cái điều đáng sợ. Còn cái không đáng sợ là chẳng hạn như ba cái chuyện mà chúng sinh nó rơi vào vải, rơi vào thức ăn, hay là mà chúng ta vô tình chúng ta dẫm đạp, hay là chúng ta vô tình là chúng ta, hay là chúng ta tu hành khổ hạnh, thì như thế đó chúng ta, hay hoặc là chúng ta phải sợ, coi như là sợ thần, sợ người ta báo quát mình, người ta trù yếm mình, người ta giết chết mình, vân vân, thì cái điều đó Đức Phật nó không đáng sợ. Cái chuyện đáng sợ chính là sự tử sinh của mình là chuyện đáng sợ. Cái việc mà chúng ta còn trầm luân sinh tử đau khổ, tức là cái việc đáng sợ. Mà không đáng sợ có nghĩa rằng chúng ta đối diện với chính mình, quay về với chính mình, để chúng ta có một sự độc cư đó, một sự nhàn tịnh, đó là điều không đáng sợ. Cái chuyện sợ ma không đáng sợ lại sợ ma, chính hạn như cái chuyện không đáng sợ, chúng ta không sợ ma quỷ. Và ở đây có một điều mà nó quan trọng nữa, tức là do chấp tà kiến á, cái chỗ này rất là quan trọng. Đáng sợ lại không sợ. Như chúng tôi vừa nói, tức là đáng sợ đây tức là tam nghiệp ác của mình lại là không đáng sợ. Chính tam nghiệp ác này dẫn đi tái sinh đau khổ. Rồi cũng vậy, cái điều không đáng sợ tức là khi chúng ta không phải sợ ma, sợ quỷ, sợ thần, sợ này, sợ nọ, mà nói chúng ta không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ thần, chúng ta cũng không chọc phá người, chúng ta cũng đừng có ngạo mạn mà tự khinh khi ai cả. Cái điều đáng sợ nhất là cái tư cách con người mình nó mất đi một cái đạo đức, mất đi một cái điều tốt đẹp. Cái điều đáng sợ là cái sự sống mình nó rất ngắn, cái sự chết mình đáng sợ là sự chết nó sẽ tới bất cứ lúc nào. Đó là cái điều đáng sợ. Mà cái điều đáng sợ hơn tức là chúng ta ít làm được cái việc thiện mà chúng ta thường làm những cái việc ác. Việc ác đó chính là do chúng ta đừng có nghĩ rằng thân khẩu chúng ta không làm, nhưng ý ác đó cũng là một đại tội lớn lao. Chúng ta nhớ ý ác này, ý tham ác, sân ác, tà ý ác, cái sự hiểu sai. Bây giờ chúng ta ngồi thôi, chúng ta suy nghĩ về cái chuyện quá khứ của mình, về cái chuyện tâm tư, tình cảm, về cái chuyện được thua, mất còn của mình, đó là cái chuyện đáng sợ. Còn cái chuyện không đáng là ngồi xuống để chúng ta tu tập, để chúng ta có chánh niệm, có cái giới hạnh, có cái sự chánh định, chúng ta học pháp, chúng ta học kinh, học Phật pháp, rồi chúng ta tu tập, đó là những điều chúng ta không đáng sợ. Hay là cái sự tu tập của chúng ta nó phải gặp nhiều cái
cái sự khốn đốn, nó gặp nhiều cái sự trở ngại mà chúng ta không sợ. Chúng ta phải không sợ. Còn cái chuyện mà sợ nhất là cái gì? Tâm chúng ta hướng tà, hướng đến tà kiến, hướng đến tà bại, hướng đến điều không tốt đẹp. Kính thưa quý vị, một chúng sinh ở trong kiếp con người dễ làm những cái điều rất tốt đẹp và dễ làm những cái điều hết sức là nguy hiểm. Bởi kiếp của chúng sinh đó, là nó gồm có đầy đủ tất cả sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Kiếp của con người đó, nó được cái sự diễn tiến của vô thường, khổ não, vô ngã một cách hiển lộ. Quý vị thấy bao nhiêu năm trong cuộc đời rất lẹ, chúng ta cảm thấy nó qua cái vèo một cái như thế, nhưng quả thật, kính thưa quý vị, trong cuộc đời này nó nhanh chóng và nó lẹ lại như vậy. Khi chúng ta hiểu, khi chúng ta biết được như thế, thì ở đó chúng ta sẽ được nhiều cái chúng ta phải có một cái sự giữ gìn, một cái sự tu tập, một cái sự chuyển hóa, một cái sự hiểu biết. Còn nếu như chúng ta không có một cái sự chuyển hóa của mình, thì đó chính là cái điều sai mấy. Với sự hổ thẹn, tức là hổ thẹn những điều đã làm, có cái lòng tạm, có cái lòng quý. Mà đây là hai pháp mà Đức Phật nó khó tìm trong cuộc đời. Thời xưa Đức Bồ Tát đó, khi đang làm vua, đi chu du chỗ này chỗ kia, thế là một hôm Đức Bồ Tát đi đến một cái đỉnh núi, nhìn xuống cái hoàn thành của mình. Thì lúc đó Bồ Tát tự nhiên cái tâm của Bồ Tát mới nghĩ rằng giờ này ước gì có ai nói cho ta được nghe một cái câu trong chân ngôn, muốn cái gì ta cũng chấp nhận. Thì lúc đó Thầy thích mới nhận ra, là nếu như bây giờ ta nói cho ngươi nghe một cái câu chân ngôn, ngươi dám chấp nhận lời của ta yêu cầu không? Thì Đức Bồ Tát nói được, nếu như ngươi muốn ngay cả ngay bàn chúng ta cũng không sợ nữa. Bây giờ nếu như ta nói được câu chân ngôn, ta không lấy ngay bàn của ngươi mà ta lấy cái mạng của ngươi, ngươi dám gieo mình xuống trên cái vực thẳm hay không? Thì Đức Bồ Tát đi trên cái núi như này, cái Đức Bồ Tát, Đức Vua chấp nhận được. Nếu như đó là công chân ngôn, tôi sẵn sàng hy sinh cả ngai vàng, luôn cả sinh mạng của mình để đổi lấy. Thì lúc Đức Vua, thì lúc đó nó Đức Trời Thích Ngàn ấy mới đọc lên cái câu là Hiri Ottapa Sambana Sukathama Samahita Santo Sapavisa Loke Dewa Thamma Tiwichare. Có hai pháp khó tìm ở trên cuộc đời, đó chính là người có cái lòng tàn và người có lòng quý, tức là người biết gây sợ và không thèm tội lỗi. Thì bằng một cái trí tuệ, bằng một cái sự hiểu biết của một người, của một Bồ Tát toàn giác, Đức Phật nói đây là Đức Bồ Tát cũng nghĩ đây là cái câu chân ngôn, thế là ngài gieo mình xuống. Thì Đức Trời Đức Thích ngài mới nâng cái tay đỡ cái Đức Vua là Bồ Tát trở lại và đảnh lễ Đức Vua và quay về thiên cung của mình. Nói đến đây để chúng ta thấy là cái điều mà một cái người mà có cái lòng tàm mà điều mà đáng hổ, đáng sợ, đáng không thẹn hay không một thẹn, cái điều đáng sợ lại không sợ, cái điều đáng không đáng sợ lại sợ, nó là một điều rất là quan trọng. Chúng ta không lỗi lầm thì chúng ta không sợ, chúng ta có lỗi lầm thì chúng ta đáng sợ, chúng ta làm sai thì chúng ta đáng sợ, chúng ta không làm sai thì không sợ. Và cái điều nó quan trọng trong cuộc đời đó, chính là có đôi khi chúng ta làm sai mà chúng ta tưởng đó là đúng. Như một số người tu tập khổ hạnh, tu tập lọ thể, do cái vô minh, cái tà kiến nó che khuất, họ không thấy đó là một cái điều mà nó sai lầm, sai quấy, mà họ cho chính là ta đã tu như vậy là đúng. Mà chúng ta nhớ không ai tu hành khổ hạnh bằng Đức Phật hết trơn, bằng Đức Bồ Tát hết trơn. Cũng như 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh rừng già cho tới da bột xương, và cuối cùng ngày bỏ cái đó. Chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện đó, tức là có một cái đạo sĩ đó,
ta luyện cái nghiệp, ông ta đứng, ông ta ông ta ít, ông ta chuyên gia ăn phẫn, ăn phân ăn phẫn. Mà mỗi khi mà thấy cái người lạ đó, thấy cái người khác á, ông ta coi chân lên, ông ta đứng có một chân. Và đúng khi không có người ta đó thì ông ta bỏ xuống. Thì một hôm gặp Đức Phật, chúng ta coi chân lên, cái lại Đức Phật thì nói, người hỏi tại sao ngươi đứng một chân, làm chi cho nó khổ như vậy? Thì chứ mà nó môn không mới nói đâu, hai chân ta đứng ở sợi nghiêng địa cầu, cho nên ta không đứng hai chân, vì thương tất cả loài người này cho nên ta đứng hai chân, ta đứng một chân. Chính Phật cười, ngươi đừng có nói dối, ngươi đừng có dối lừa. Ta biết, chẳng những ta biết ngươi dối được cái này, mà ta còn biết ngươi tới cái chuyện gì nữa kìa. Đó chính là ngươi chia cái ăn phẫn ra, tức không có gì. Cái đó là do ác nghiệp của ngươi từ trong quá khứ đó. Thì đó, nghe cái thuyết pháp chúng ta nghe. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này nó nhiều chuyện lắm. Mà có đôi khi á, tự mình tu á, mình thường thường có một điều rất là lạ. Cũng như thường thường chúng tôi nói, có một số vị giảng sư khi thuyết pháp, nếu mình phải mở rộng, mình phải nói về cái thế sự nó nhiều hơn, mình phải dẫn chứng cái thực tế trong cuộc đời, chứ kinh nó khô khan khó hiểu, chứ mình nói mình phải nói sao cho người ta hiểu. Chứ tôi coi như là khi ta đọc kinh ta không biết gì hết, chúng ta nói gì chúng ta coi chừng. Điều thứ nhất là chúng ta chưa có phải là một người đa văn quảng kiến, mà chúng ta có cái biện tài về từ ngữ lý pháp vô ngại giải. Do chúng ta không có đủ cái điều kiện đó, và do cũng như kiến văn của chúng ta nó còn kém, nó còn thấp, và do chúng ta chưa có tìm, chưa có đọc nhiều kinh văn, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta còn bị giới hạn. Mà khi như khi suy nghĩ như vậy đó, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là mình chỉ nói cái lý của cái sự của Phật rồi, cái lý của Phật rồi, cái sự tất cả chúng ta nói, và cuối cùng chúng ta đóng mạng đó là lời Phật. Thì cái điều này dùng cái tư kiến của mình là bậy. Đó chính là một cái điều tà kiến, một sự hiểu sai lầm vô cùng nguy hiểm. Có một số vị thượng tọa lớn, hàng sư thúc của chúng tôi, có một lần chúng tôi hỏi vị đó, câu chuyện nó ở đâu vậy? Nó câu chuyện đó là tôi sáng tác này. Tôi sáng tác xong rồi sao mà tại sao sư nói là câu chuyện này ở trong kinh giải? Thì bên Nam mà nó chuyện nói chuyện thì mà nói cái chuyện cho ta nghe ta hiểu thôi, chứ còn chuyện đó mình phải nói kinh luật chứ sao giờ. Chúng tôi không chấp nhận cái chuyện đó. Là quý vị như là một coi như sáng tác trong đầu mà một câu chuyện thì nó cũng có khởi đầu, cũng có coi như mở đầu rồi thân bài, rồi mở bài thân bài và kết luận, hay hoặc là câu chuyện, tức là mở đề câu chuyện và diễn tiến câu chuyện và cuối cùng kết luận câu chuyện thì nó cũng bài bản như vậy. Nhưng cái điều đó chúng ta không có Phật nói được. Cho nên chúng ta nhớ khi mà sư phụ Tỳ Siêu nghe mà những đề mà ai mà nói kinh, trong kinh nói như vậy, mà kinh nào, cái đoạn nào, cái bài kinh nào, chúng ta không tự đại ngôn mà chúng ta nói được. Thì cũng như thế đó, đó chính là nhiều khi đó là một việc. Rồi việc thứ hai nữa là chúng ta vì cái truyền thống, như chẳng hạn chúng ta nói thí dụ bây giờ nó là việc mà truyền thống, tức là truyền thống của con người lên về, ta sợ sao hạn, sao trời chiếu mệnh, ta sợ xui rủi hên xui này, tất cả mọi thứ, cái điều đó là cứ điều tà kiến mà nó cho là đúng. Rồi thí dụ bây giờ ta nói, thí dụ ta nói rằng sao cái đô không xô cũng ngã, sao là hầu có cầu cũng không qua được. Thì những cái đó mà chúng ta cứ cho cái điều đó nó đúng thôi nha, thì ôm ấp nhiều cái tà kiến đó chính là cái điều mà nó bình thường do cái nghiệp của mình thôi. Thì trong cuộc đời thì nó có những cái bước thay đổi của những cái chu kỳ của tuổi tác. Thì hỡi cứ vô số 10, cái tuổi tác chúng ta vô số 10 chúng ta biết là xui. Thì vô số 10 tức là dấu chân nam thì là hầu, nữ cái đô nói sao, sao cái đô sao là hầu đó nó chiếu mình, là từ bệnh hoạn cho tới tiêu tan tài sản, hoặc là sao thấy bạch sạch túi sạch nhà,
nhiều người sang tháng bạch nó chiếu, nó cũng đâu có sạch nhà đâu, rồi người ta cũng tràn đầy. Rồi sang cái đô, nhiều người nó sang cái đô, thì giờ Việt Nam mình với Trung Quốc vậy chứ, ví dụ như các nước châu Âu hoặc là Mỹ nó đâu có tin cái này, thì nó cũng đầy túi thôi, thì nó cứ làm cái tài khoản ngân hàng nó cứ nhiêu đó, nó cứ vô nhiêu đó hàng ngày như mỗi ngày một cách bình thường. Cho nên ở đây không phải là do cái chuyện mà sang hạn, do cái chuyện xui rủi, do cái chuyện mà trời mang tới cho ta, hoặc thần mang tới cho ta, Phật mang tới cho ta, vân vân, thì tất cả những cái điều mà chúng ta tự cái quấy đó, cái điều không đúng đó, vô tình nó chỉ là cuộc đời thôi. Rồi chúng ta nghe, rồi chúng ta sợ, bởi vì nghe vì sợ đó, và thế là có một cái, có một suy tư, có một sự suy nghĩ nó không đúng đắn, thì đó chính là một điều mà nó không phải. Hay là chúng ta làm những cái thiện sự, chúng ta làm những cái việc thiện để chúng ta gặp những cái chuyện nó không như ý của mình, gia đình nó lục đục, hoặc là có những cái chuyện không vui nó xảy ra tới những người thân của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta buồn, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm nhiều cái việc lành mà tại sao mình bị nhiều cái quả ác quá, nhiều cái bất tự nguyện quá. Thì sự suy nghĩ như vậy đó là cái quyền của chúng ta, nhưng đó là cái sai. Và từ cái sai đó là mình cứ nghĩ rằng mình nghĩ như vậy là đúng, thì đây chính là một điều nguy hiểm. Kính thưa quý vị, đây là một điều nguy hiểm. Chứ sự thật ra nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Cái nghiệp quả trắng đen của chúng ta nó đã hiển lộ, nó đã thể hiện một cách rõ ràng rồi. Hay là chúng ta làm những cái việc lành, tại sao chúng ta không thấy những cái quả lành, chúng ta thật cảm thấy những cái quả ác nó tới cho mình. Hay là chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta thọ trì giới lực, hay chúng ta tu tập thế này thế kia, nhưng chúng ta không có thấy kết quả, thì chúng ta nghĩ rằng như vậy có phải đúng hay không. Hay chúng ta bị những tà sư tà giáo xui rủi, đưa cho chúng ta những cái giáo điều, đưa chúng ta những cái lời dạy nó không đúng đắn, thì từ cái đó, bởi vì nó khổ một cái, từ cái sự ngu si này nó dẫn tới cái sự ngu si khác, từ cái sự đau khổ này dẫn tới cái sự đau khổ khác. Ai cũng nói thắp sáng chánh pháp, ai cũng nói như thế này thế kia, mà chúng ta lại đi theo họ, chúng ta nghĩ rằng họ nói rằng họ Phật là tái thế, thừa hành coi như là đạo hạnh của Thích Ca, coi như họ tái thế, họ là Phật, coi như là thị hiện trở lại cõi Ta Bà này, vân vân, để dạy dỗ chúng sinh, để thuyết pháp cho chúng sinh nghe, vân vân. Thì nghe cũng coi như lại kêu lại cũng lại mô Phật, sợ chết một chết tổ luôn. Thấy ta nói vậy, thấy ông nói thì tự nhiên sao nó hay quá. Thì kính thưa quý vị, đó chỉ là một cái điều mà nó ở tương đối thôi. Thí dụ như ta nói tâm ưu trong sự ngoài, mình nhìn cái mặt người ta, mình biết người ta lo lắng à. Mà lo lắng cái gì? Thứ nhất, ở xã hội mà, thì tiền, bạc, tình cảm, nếu mình có gia đình rồi thì con cái, sự học và sự việc, tức là việc làm của mình, hay hoặc là cái sự diễn tiến ra sao, nhìn cái là biết rồi. Cho nên vì vậy người ta nhìn mặt người ta trong cái hình dung, người ta đã bắt được 50% rồi. Cho nên vì vậy nói người ta, tôi nghe thật sợ, người ta hết hồn hết vía. Mới ngày hôm qua tôi có nhìn cái cô Phật tử cũng lớn, một cô này ở nhà là thôi coi như là hén tiếng được một tiếng, kêu chồng đứng, kêu chồng đi, coi như bên cha bơ gia đình, anh chị em bên chồng, cha mẹ bên chồng cũng rất là vừa lòng. Cái mẹ ruột của cô ta nó cũng đi chùa, cũng chối sư nhìn sư đón hay quá vậy sư, kêu có gì đâu, thì nhìn nhìn cô ta như vậy, cô ta có đầy đủ cái khả năng và cái lực như vậy là đón biết rồi. Thì hồi đó cái sư huynh tụ trì chúng tôi hỏi, của thầy sao sư biết hay không, tôi cũng chưa biết cái đó, không có nói cái đó. Tôi cũng nói cho sư nghe, chúng tôi có nói cái đoạn này đó, mình vừa nói cái đó, khi mình thấy mình hiểu như vậy, mình chỉ hiểu vậy thôi, không cái đó ai nói cho tôi nghe, phải mình biết cái quy lực này, thì họ là người trong gia đình thì cũng nói cái chuyện xung quanh gia đình. Rồi cũng lâu nó được hên vậy, coi như nó được hên như vậy chứ không có nó nổi bị xui, thì nói như vậy để người ta, nhưng người ta vẫn có cái tâm nói, đức của tôi nói để cho người ta có cái hướng tâm nó tốt đẹp. Thì ở đây cũng vậy, sư biết không, mấy ông người tà sư tà giáo họ nói và dạy điều
và đều đúng vào cái tâm lý của người ta, ta sợ liền. Thì chính chúng tôi nghĩ như vậy là chúng tôi cũng cười cười, chúng tôi thì ra là những người đó, những người đó, đó là mình có thể mình nói được, mình nói được như vậy xong cái họ sợ. Thì họ sợ như vậy cái mình nói mình là cái gì họ cũng nghe hết. Thì xui cho những người đó đó là nếu như mà quý vị chúng tôi vừa nhắc đó, thì tà sư nói tà đạo nói chuyện coi như linh tinh lung tung mà nó đúng, nó đúng xong họ sợ. Mà đây là sự thật ra quý vị, người không có một niềm tin vững chắc đó, mình chết ngay. Bây giờ nó bay, nó tự nhiên nó đi trên nước, nó bay ở trên mây, nó thăng thiên động thổ, nó kêu chúng ta lại, chúng ta lại liền. Nó kêu chúng ta bỏ Phật, chúng ta bỏ Phật ngay. Chúng ta sợ liền, chúng ta thấy thiết thực hiện tiền quá. Nhưng điều sự thật ra một người mà như vậy thì Phật nói rằng họ chỉ chứng đắc thiện, họ có cái thần thông mà chúng ta làm được, họ có thiên nhãn thông, họ có tha tâm thông, hay hoặc là có thần thông mà đã làm được rộng, chứ có chuyện gì đâu. Mình không có cái thông nào hết trơn, mình chỉ nhìn đón đón sơ sơ nó cũng đúng rồi. Thì chứ đừng có đúng rồi, cái chuyện nó hỏi như mình có thần phép, không có gì hết, không có cái gì. Nhưng chúng ta vì một cái tà kiến, vì một cái tâm tà tư tà tâm, chúng ta nói người chơi giới liền người ta sợ lên. Thì chúng tôi muốn nói như vậy, đó chính là chúng ta không vững. Cái điều đáng sợ là không sợ, cái điều đáng lo là không lo, cái điều đáng hổ thẹn là không hổ thẹn, cái điều đáng phải ghi nhớ là không ghi nhớ. Giữa cái chánh cái tà chúng ta không có phân biệt. Cho nên vì cái sự sợ hãi đó, đó đó, cái điều gì cái sự không sợ hãi đó đó mà chúng ta đi đến ác thú. Vì cái sự đáng sợ hãi mà chúng ta không sợ hãi đi đến ác thú, mà cũng như là chúng ta do chấp nhận tà kiến đó, chúng ta chánh chúng ta cho là tà, tà chúng ta cho là chánh. Cái điều này trong vô tình của chúng ta, nhưng chúng ta cũng ít có sự thân cận các bậc trí tuệ, học Phật pháp, lắng nghe chánh pháp, thực hiện Phật pháp, chứ chúng ta bị dễ bị tà sư ngoại đạo. Người ta nói cái gì chúng ta cũng thấy ở thế đúng, cái đúng đó đó. Hãy nhớ rằng Phật này luôn kêu dạy, kêu gọi để so sánh với kinh, đối chiếu với lực, chứ không gì một coi như là một vị lớn lao, một vị tiếng tâm, một vị lớn lao cho rằng đây là lời dạy của Phật, đây là kinh văn mà chúng ta cũng nghe. Chúng ta nghe cái gì? Nghe cái tiếng của họ, nghe cái mùi của người thôi, chứ chúng ta thật sự không có nghe cái lý của người, nghe cái tiếng của người nói, nghe cái uy danh của người chúng ta chạy theo, chứ không phải là chúng ta nghe bằng một cái bát chánh na tí, tức là cái sự cảm hiểu, một cái sự cảm biết. Còn cảm bằng cái thấy, cảm bằng cái vỏ bên ngoài của người ta, cái cành lá của người thì nó rất là phụ, nó rất là tiếc. Thì cái thứ quý vị, cái sự tu tập của mình á, nó dễ dàng gặp phải, nó dễ dàng đụng và gặp phải những cái con người như thế này, và đụng phải những con người như thế kia. Và như thế thì nó rất là nguy hiểm, nó rất là bất lợi cho chính mình. Cho nên vì vậy, trong cái sự tu tập, trong sự hiểu biết trong cuộc đời, chúng ta biết đây là chân lý, cố gắng giữ gìn mà không phải lo sợ, và đó chính là tà giáo, đó là tà lý, không phải chánh lý, thì chúng ta không sợ. Mà con đường, cái việc của chúng ta thực hành đó chính là chúng ta làm lành, chúng ta làm việc thiện sẽ kết quả thiện, thì chúng ta không sợ hãi, mà chúng ta làm việc bất thiện thì sẽ kết quả bất thiện do tham nghiệp của mình. Đó là sự thật, chúng ta không có lo sợ cái gì cả. Cho nên cái sự tiến tu, các công đức phước lành, nghĩa là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục tùng, thuyết pháp, tính pháp, tùy công đức về cải chánh tri kiến vân vân, mà chúng ta cảm thụ được, chúng ta hiểu biết được, thì chắc chắn rằng kính thưa quý vị, nó sẽ là nhân lành cho cái quả vui của chúng ta ở đời này cũng như kiếp đại sinh. Còn ngược lại, tại chúng ta thân ác khẩu ác ý ác, thì chắc chắn rằng nó sẽ là đỏ xanh ở bằng xanh địa ngục Atula ngạ quỷ, thì chắc chắn là như thế. Cái điều đó chúng ta đáng phải sợ. Cho nên vì vậy, ở trong cuộc sống nó còn nhiều cái điều mà chúng ta cần phải trải nghiệm, chúng ta cần phải vượt qua để tất cả chúng ta thành tựu cái điều tốt lành ở trong cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, điều đáng sợ là chúng ta không có trí ánh sáng Phật pháp.
không đáng sợ, đó chính là những cái sự hiểm nguy, những cái sự khó khăn, những cái sự trắc trở khi chúng ta không tìm được cái ánh đuốc, ánh trí tuệ, ánh sáng của chánh pháp, ánh sáng của chánh đạo để không còn đi. Mà chính Đức Phật Ngài đã trải qua nhiều thực nghiệm ở trong cuộc đời luân hồi khi còn tạo thành pháp độ của chính Ngài để tìm ra cái chân lý, tìm ra cái chánh kiến, tìm ra cái đường đi đúng đắn cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải sợ, chúng ta không cần phải lo. Cái điều mà chúng ta không cần phải lo sợ được Đức Phật Ngài đã nói rồi, đó là các pháp thiện sẽ kết quả thiện. Những con người có sự tu tập thì những con người đó sẽ được, tức là làm lành lẫn dữ đó, thì những con người đó sẽ được an lành, sẽ được tốt đẹp. Nếu như trong vòng luân hồi chúng ta chưa chứng đắc thánh quả thì chúng ta cũng sẽ gặp nhiều cái sự thuận duyên, được nhiều cái sự thuận may trong cuộc đời này. Và đó chính là những điều mà nó rất là quan trọng. Chúng ta phải có một cái tư duy, chúng ta phải có một sự suy nghĩ đó, để chúng ta có thể mất mát được với tất cả tiền của tài sản ở vật ngoại thân của chúng ta, nhưng chúng ta không có mất một cái chánh tri kiến. Chúng ta phải sợ khi chúng ta mất đi một cái chánh tri kiến ở trong lòng ta, mất đi một giá trị tu tập, mất đi một cái mà chúng ta gọi đó chính là một cái tư cách, hay là một cái lập trường, một cái lý tưởng của chính mình, thì chúng ta sợ mất cái đó. Còn những chuyện tiền của tài sản, ngay cả sinh mạng này, chúng ta cũng đừng phải sợ, bởi vì chỉ là một sự đổi thay trong cuộc đời thôi. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái tâm, cái sự để hiểu biết, để được an lạc, để được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giảng thuyết đến đây, xin có đôi điều thuyết giảng qua cái thời giảng như vậy đến toàn thể quý vị. Nếu có điều chi sẽ thức, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hệ cho kính dân Phật Tương Lạc Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư tiên địa chánh pháp, vị thần, các vị chư tăng chư thiên, chư vị giác linh ký linh, những chúng sinh ở tại chùa Quảng Nghiêm, xin tất cả được an lạc, được tấn quan quan chủ thức lành này. Mong cho tất cả chúng ta được một chánh tri kiến, được một cái chánh định, được một cái quyết định cao cả, để không lo sợ những cái chuyện liên quan đến cái tà kiến không đúng, thì chúng ta lúc đó là không đúng. Những gì đúng thì chúng ta biết ghi nhận để thể hiện chánh kiến, để được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau, thì kính chúc toàn thể đại chúng được an lạc, được tốt đẹp trong chánh pháp. Nam mô Đức Thầy nhé. Dạ, xa thú, xa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học Pháp Cú số 317 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mất kính sư. Kawato sapa mangalang rakhanto sapa de wata sapa buddha nukha vena sada sati kawan tu te bawato sapa mangalang rakhanto sapa de wata sapa dhamma nukha vena sada sati kawan tu te bawato sapa mangalang rakhanto sapa de wata sapa sangha nukha vena sada sati kawan tu te. Tất cả phố ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm định thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Dạ đề quá pa san ti vi ha ra qua si ni tu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta
tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiệt ca ron đề tha vi hà ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sappana puta sukhi ta pawan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pawa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô Thamma thara cha put gala sang kho ho tu samak vo va Atha ya cha hi ta ya cha Am he rakham tu sak tham mo Sappe pi thamma cha ri no Put thim sap pa phu ni ya ma Thamma ri ya pa we di te Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm ơn, xin xuống mic.